đàm phán thỏa thuận bán chiến đấu cơ với Ấn Độ diễn ra tốt đẹp, tin từ New Delhi. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp cho biết là cuộc đàm phán với Ấn Độ để bán 126 chiến đấu cơ Rafale tiến triển tốt đẹp, mặc dù ông không nói khi nào thỏa thuận sẽ hoàn tất. Ấn Độ chọn lựa Rafale từ tháng Giêng năm 2012 sau cuộc đấu thầu sôi nổi. Tuy nhiên, sự khác biệt của hãng Hindustan Aeronautics Limited Ấn Độ đã trì hoãn thỏa thuận. Bộ trưởng Le Drian đang trong chuyến công du 3 ngày tại Ấn Độ cho biết là ông không quan ngại về việc chậm trễ hoàn tất hợp đồng trị giá 15 tỷ Mỹ Kim. Theo thỏa thuận, thì Pháp sẽ chuyển 18 phi cơ thành phẩm và sau đó sản xuất số còn lại tại Ấn Độ. Hãng Hindustan Aeronautics Limited sẽ là đối tác chính trong quá trình này. Trước đó, Pháp bày tỏ nghi ngờ khả năng công nghệ của Hindustan Aeronautics Limited để sản xuất một loại chiến đấu cơ tinh vi như vậy. Thỏa thuận diễn ra vào thời điểm Ấn Độ đang thúc đẩy việc sản xuất thiết bị quân sự trong nước. Nước này được xếp hạng là nhà nhập cảng lớn nhất thế giới, mua tới 80% vũ khí ở nước ngoài, một con số mà các nhà lãnh đạo Ấn Độ muốn cắt giảm. Ông Le Drian cho biết là mua Rafale là một quyết định mà Ấn Độ không bao giờ hối tiếc.